đây là 5 lý do mà người trẻ nên đầu tư chứng khoán càng sớm càng tốt. Đầu tiên, đầu tư tài chính là gì? Đầu tư tài chính là một hình thức sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của bạn với mục đích sinh lời, tạo lợi nhuận, gia tăng giá trị ban đầu của tài sản bằng cách sử dụng các công cụ đầu tư khác như là chứng khoán, bất động sản, trái phiếu hoặc là hàng hóa. Những người thành công hoặc thích làm giàu sẽ luôn để tiền đẻ ra tiền, nghĩa là tận dụng số tiền hiện có để tạo ra một khối lượng tài sản lớn hơn trong tương lai. Mặt khác, được hiểu như là không muốn để đồng tiền của mình đóng băng ở một chỗ. Thì tại sao tuổi trẻ nên tham gia đầu tư tài chính? Độ tuổi 18 đến 27 tuổi là khoảng thời gian tự do nhất của mỗi con người. Tại thời điểm này, mọi người đều có quyền được sai và rút kinh nghiệm từ những thất bại đó. Sau đây là 5 lý do tại sao người trẻ nên đầu tư chứng khoán càng sớm càng tốt. Lý do thứ nhất, nhanh chóng tự do tài chính. Tự do tài chính là có đủ tiền để đưa ra những quyết định trong cuộc sống mà không bị chi phối bởi tiền bạc. Tiền thì không thiếu nhưng cần thì luôn có. Tiền bạc luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Một người thiếu tiền sẽ suốt ngày lằng nhằng nỗi lo cơm áo gạo tiền, không suy nghĩ được gì khác. Bạn trở nên tự do khi mà tiền bạc không còn là yếu tố thống trị ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Những người giàu thường có hai nguồn thu nhập trở lên. Hiện nay, khái niệm nguồn thu nhập thụ động khá là phổ biến và mọi người đều mong muốn có riêng cho mình. Việc tạo ra một nguồn thu nhập thụ động sẽ giúp bạn có thể sống thoải mái mà không phải lo về những khoản hóa đơn cần phải thanh toán hay là số nợ trong thẻ tín dụng. Việc tự do tài chính không phải là việc bạn sống một cách dư giả, mà là giúp bạn có thể sống dư giả trong bao lâu. Đầu tư sớm giúp bạn sống thoải mái hơn, tạo ra lợi nhuận kể cả khi bạn đang ngủ. 2. Vận hành sức mạnh của lãi suất kép. Albert Einstein đã từng phát biểu, lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những ai hiểu được nó sẽ kiếm được tiền, ai không hiểu sẽ phải trả chi phí cho điều đó. Lãi kép là một thế mạnh trong đầu tư tài chính mà một công việc ổn định sẽ không thể nào mang đến cho bạn. Lãi kép được hiểu đơn giản là lợi nhuận mà bạn kiếm được dựa trên số vốn và lãi suất mà bạn đầu tư theo thời gian. Có thể nói, thời gian là chìa khóa vàng, giúp cho bạn tối đa hóa được sức mạnh của lãi kép. Đây cũng là một trong ba nguyên tắc vàng giúp nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thành công và giàu có. Buffett từng chia sẻ để giàu có cần 3 điều. Thứ nhất là sống lâu, thứ hai là lãi kép cao, thứ ba kết hợp cả hai yếu tố trên. Đây là phương pháp mà Buffett đặc biệt khuyến nghị. Qua đây chúng ta thấy rằng khi mà bạn đã đầu tư tốt rồi thì điều cần bạn làm là sống lâu, bởi vì càng lâu thì số năm đầu tư càng lớn càng tốt. Nếu bạn chưa đầu tư, hãy bắt đầu từ ngay bây giờ. Buffett đầu tư khi 11 tuổi và ông thấy ông đầu tư quá muộn. Hãy tăng giá trị lãi kép càng cao càng tốt. Thứ ba, tiết kiệm tiền cho nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu bình thường cho một người làm công ăn lương là 55 đến 60 tuổi. Thường trong độ tuổi này, mọi người không thể thực hiện được những ước mơ và mong muốn từ trẻ. Nhưng việc bắt đầu đầu tư tài chính sớm sẽ giúp bạn có một số tiền nhàn rỗi sớm hơn và rút ngắn được độ tuổi nghỉ hưu của bản thân. Những người thành công và tự do về tài chính sớm có thể nghỉ hưu từ độ tuổi 40. Họ sẽ còn một khoảng thời gian dài về sau để thực hiện những điều mình yêu thích. Đây là bước quan trọng trong mục tiêu lập kế hoạch nghỉ hưu sớm. Bạn cần phải ước tính số tiền cần thiết cho cuộc sống nghỉ hưu sau này. Sẽ không có con số chính xác để trả lời cho bạn. Hãy đưa ra một con số cụ thể là bạn cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu, và tùy thuộc vào mong muốn cũng như nhu cầu của cuộc sống khi nghỉ hưu. Có những người họ mong muốn có một cuộc sống bình dị, an nhàn, được quây quần bên con cháu. Nhưng cũng có không ít người cho rằng đây là khoảng thời gian họ được tự do, thoải mái, làm những điều mình thích, như là đi du lịch hoặc là làm những công việc mà mình yêu thích. Để biết được bạn cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu, bạn nên tính toán đến nhu cầu chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Có thể khi còn trẻ, nhu cầu chi tiêu của bạn khá cao, nhưng khi nghỉ hưu thì việc chi tiêu sẽ không tốn kém nhiều. Ngược lại, khi bạn có những mục tiêu khác như là đi du lịch, làm những điều mình muốn thì tài chính để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi này sẽ nhiều hơn. Thứ tư, chống lại sự mất giá của đồng tiền. Nhìn lại một số quốc gia khác trên thế giới như là Nam Sudan, Venezuela hay là Argentina, tỷ lệ lạm phát luôn ở trên đến mức hai con số. Như Zimbabwe chẳng hạn, năm 2008, quốc gia này đã hứng chịu tỷ lệ lạm phát lên tới hàng triệu phần trăm. Giá cả tăng gấp đôi chỉ sau một vài tuần, sau đó rút xuống vài ngày. Tiền giấy chỉ còn để trang trí, và một số người đã tìm đến cổ phiếu như một loại tài sản tích trữ giá trị. Một cổ phiếu được mua vào thứ hai ở Zimbabwe có thể được bán ngay vào ngày thứ sáu. Sàn giao dịch chứng khoán Harare tại thời điểm đó chẳng khác nào một cái máy ATM. Về nguyên tắc, cổ phiếu là một hàng rào tốt trong việc chống lại lạm phát. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào giá tiêu dùng và giá cổ phiếu phản ánh kết quả đó. Một trong số trường hợp, cổ phiếu thậm chí còn là hầm trú ẩn duy nhất để tránh lạm phát. Ví dụ như ở Iran, quốc gia này có thị trường cổ phiếu hoạt động tương đối tốt. Người dân địa phương muốn bảo vệ mình khỏi lạm phát và không thể gửi tiền ở nước ngoài vì các biện pháp trừng phạt của chính phủ. Việc đầu tư tài chính sẽ giúp cho đồng tiền của bạn luôn lưu động trên thị trường, đồng thời làm tăng quy mô tài sản. Điều này có thể bảo vệ giá trị tổng tài sản của bạn trước tác động của lạm phát. Và thứ năm, chuẩn bị tương lai cho con cái. Theo thời gian, mọi chi phí ngày càng đắt đỏ,
Bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình có thể trưởng thành trong một môi trường tốt hơn. Để chuẩn bị kế hoạch tốt nhất cho con cái, tiết kiệm thôi là chưa đủ. Nhiều cha mẹ đã tạo ra một quỹ tiết kiệm cho con khi mà còn chưa lọt lòng. Đây cũng là một phương pháp đầu tư an toàn cho con. Cái cách này thường chậm và kém hiệu quả. Việc đầu tư tài chính từ hôm nay sẽ giúp bạn vừa có kinh nghiệm, vừa có thể tạo ra một nguồn tiền thụ động trong thời gian dài. Ngoài ra, cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán giúp trẻ có cơ hội thành công cao hơn so với những người bắt đầu muộn hơn. Đầu tư chứng khoán là công việc cần có kinh nghiệm, thời gian trải nghiệm đủ lớn thì mới thể thành công, chứ không có ai tham gia thị trường một tháng hay là một năm có thể kiếm tiền được thị trường cả. Sao lại như vậy? Vì yếu tố kinh nghiệm rất là quan trọng trong mỗi nhà đầu tư. Vì thế, nếu biết đến sớm và tìm hiểu sớm thì cơ hội thành công của những trẻ nhỏ sẽ cao hơn trong lĩnh vực tài chính này. Ví dụ, như 10 tuổi đã được cha mẹ dạy cách đầu tư thì đến năm 30 tuổi đứa trẻ ấy cũng đã có 20 năm kinh nghiệm rồi. Warren Buffett chính là một ví dụ kinh điển nhất khi ông đầu tư từ năm 11 tuổi. Không nói xa vời về việc kiếm được hàng triệu đô hay trở thành tỷ phú, mà hãy nói đến những cái điều nhỏ nhặt nhất mà trẻ nhận được khi mà tiếp xúc với cả lĩnh vực này. Phát triển tư duy làm giàu, trẻ sẽ hiểu được cách giá trị của đồng tiền, biết cách quản lý chúng, biết trả giá cho những sai lầm và quan trọng hơn hết là kinh nghiệm sau những lần thất bại. Trong 5 lý do vừa rồi thì bạn thấy ấn tượng với lý do nào? Hãy để lại một like, share và comment lý do dẫn bạn đến lĩnh vực đầu tư tài chính nhé. Và đừng quên rằng lịch lên sóng của Đầu Tư NK vào 20 giờ tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.